Rồi, chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay em lên cho anh chị và các bạn một con xe rùa bánh xích 800 kg, ghế ngồi 2 chiều. Con này đang chạy động cơ máy xăng Mitsubishi 291, công suất 8 ngựa nha anh chị nha. Con này máy xéo OHV đời mới luôn, máy này cực kỳ bền luôn. Xích thì rất là đẹp, xích còn 80%, 90% luôn nha anh chị nha. Xích là bao nha anh chị, rất là đẹp. Đây, quay cận cảnh cho anh chị xem ha. Anh chị mua những xe rùa bánh xích mà xích những con mà lớn tải thì xích phải đẹp hơn. Còn xích mà nứt thì giá nó phải rẻ. Còn mà ấy thì anh chị lưu ý, xích nó cũng hơi có giá, không hơi mắc tiền. Đây, thùng thì ngang 1m, dài 1m6, 1m7 nha anh chị nha. Con này thì ghế ngồi 2 chiều, chạy tới cũng được và chạy lui cũng được. Số thì 3 tiếng 2 lùi. Thùng này không ben nha anh chị nha, con này không có ben. Đó. Rồi, giờ em sẽ giật nổ và test cho anh chị xem cái hình thức cho nó chạy. Con này thì tình trạng rất là đẹp anh chị ha. Chung là từ bánh ra lê rất là ok. Máy nổ rất là chắc. Rồi chạy. Rất là nhanh luôn. Hôm nay lên số lượng 6 con anh chị ha, nhưng mà sẽ chia từng video cho anh chị xem cho dễ hình dung, dễ mua. Cứ quay hết một lần thì nó rất là dài video nên là coi nó hơi ngán anh chị ha. Rồi ok. Quay một lần hai con đi, khá là ok luôn. Con này giá bán tại cửa hàng là 37 triệu nha anh chị nhé. 37 triệu anh chị mua thì anh chị chỉ cọc em khoảng tầm 10 triệu là anh chuyển xe về tới nhà cho anh chị luôn. Thì kiểm tra hàng xong là thanh toán số tiền còn lại ha. Bất cứ chiếc xe nào cũng vậy luôn. Rồi tắt máy đi. Và chiếc thứ hai, con này là con Mitsubishi 450 kg, bên tay. Con này bên tay nha anh chị nha. Đó, bên tay 450 kg, Mitsubishi G510. Con này tình trạng thì rất là đẹp, nước sơn rin toàn diện. Thùng là không một lỗ nha anh chị nha. Thùng con này ngang 1m. Ngang 1m 90m anh chị, dài tầm 1m6. Con này dài tầm 1m5, 1m6 cỡ đó. Thùng này nó rất là đẹp luôn. Con này xích còn 80% anh chị ha. 75-80%. Đó. Thì em quay rất là rõ ràng và chi tiết anh chị xem thì anh chị đánh giá ha. Đây. Rồi. Test cho anh chị xem luôn. SC425. Ký chạy rất là nhanh hơn. Con này có giá là 18.500, em bán tại cửa hàng anh chị thôi. 18.500. Máy nổ cực kỳ chắc. Chị nghe. Tiếng máy nổ im ru ha. Máy nổ rất là im. Xe này 2 tiếng một lùi anh chị nha. Số rất là máy rất là nhiệt lạnh. Quá đẹp luôn.
Rồi, chị quan tâm hai con siêu rùa này thì liên hệ cho bên em số điện thoại 0835585819, 0398687745, mở thị trấn Mỹ Hiền, Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chị nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất ha. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.